Hello, xin chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Hôm nay mình xin phép mọi người, mình giới thiệu đến mọi người cái dòng sản phẩm bẫy cua. Loại này là lưới cào mắt lưới một phân, chuyên dùng để bẫy cua, rất là bền bỉ, chắc chắn. Với cái sản phẩm này thì tuyệt vời, mọi người không phải lo nghĩ gì. Đây lưới của mình đây, rất là nhiều, đây là mình gia công khá là nhiều cái dòng sản phẩm này. Cái kích thước của nó thì cái thằng này là to hơn thằng 15-20. Đây cho mọi người xem này. Đó, đây là 25. 25 dương lên thành 26 thì mình cứ lấy là 25 thôi. Đây là 20. Đó, 21 mình lấy là 20. Kích thước của nó là 20 x 25. Đó, đây mình sẽ căng cho mọi người xem sơ qua. Đó, rất là đẹp. Đây, khi mọi người đánh thì mọi người về mọi người mua cái lọ mồi nhé, mọi người treo vào đây. Đấy, buộc cái đít này lại, hai đầu thì mọi người làm hai cái que ghim sắt thật là chắc chắn vào đây. Mình sẽ gia công mỗi lưới không thôi để cho cái giá thành nó rẻ hơn đến tay mọi người. Đấy, đây, cắm nó xuống một phát là xong, ok luôn. Cua sẽ đi theo lối này và đi vào đây, miệng hòm này rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Về cái thằng này thì có thể bẫy được cua, cua biển, giảm, đó, cua đồng, rất là nhạy, ếch nữa, ếch thì tuyệt vời. Đó, thì mọi người nhìn thấy chưa? Cái mắt lưới này là mắt lưới một phân này, rất là dày, mình chuyên dùng loại dày nhá. Giá thành rất là phải chăng. Đó. Về cách thức giao hàng thì mình sẽ giao hàng với mọi người qua bên bưu điện, giao hàng toàn quốc. Mọi người chỉ cần cung cấp cho mình số điện thoại, địa chỉ cũng như là họ tên thì mình sẽ giao hàng cho mọi người. Mọi người khi nhận hàng thì kiểm tra hàng và thanh toán đúng số lượng, đúng chủng loại hàng. Bên mình chuyên cung cấp vào các sản phẩm về giỏ ếch, giỏ cua, mang lại cái tính tiện dụng nhất cho mọi người. Đây, rất là hiệu quả, mình đi đánh rồi rất nhiều lần, rất là gọn. Đấy, trong mọi người thu lại như này rất là nhiều. Đấy, trên này thì rất là nhiều. Đấy, ok, ai có nhu cầu cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như số điện thoại 0969911694. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có mùa săn bắt thật hiệu quả. Ok.